Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, hiện nay hoạt động mại dâm đang diễn ra hết sức phức tạp với nhiều phương thức hoạt động và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Mới đây, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thành Thuận 4 năm tù, Phạm Đỗ Nhật Duy 3 năm 6 tháng tù và Lê Thị Thu Thảo 3 năm tù về tội môi giới mại dâm. Theo cáo trạng, ngày 22 tháng 10 năm 2023, Thuận đi ăn với 3 nam thanh niên ở khu đô thị Sa La, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc ăn uống, 3 nam thanh niên cùng đặt vấn đề với Thuận nhờ môi giới 3 phụ nữ xinh đẹp để mua sắc đẹp với hình thức tour du lịch trong 2 ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2023. Thuận đồng ý và đã gửi thông tin hình ảnh, giá mua hoa của một số phụ nữ qua Zalo cho 3 người lựa chọn. Sau đó cả 3 thống nhất với Thuận mua sắc đẹp 3 phụ nữ gồm HPTH giá 30 triệu đồng trên một ngày, VTTT giá 35 triệu đồng trên một ngày, LHB hoa khôi một cuộc thi giá 50 triệu đồng trên một ngày. Việc mua bán sắc đẹp được thỏa thuận thực hiện tại một khu resort ở Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đến 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2023, khi các cặp nam nữ trên đang thực hiện hành vi mua bán hoa, thì tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Do việc môi giới xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nên Cục đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định, ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra xác định Thuận còn môi giới cho TTL, 24 tuổi, được biết đến với danh xưng Hot Girl, sang Singapore bán hoa với giá 3.000 đô la Mỹ trên một ngày, tức hơn 70 triệu đồng. Thảo được xác định trước khi môi giới bán hoa với nhóm khách trên đã môi giới bán sắc đẹp cho một người không rõ lai lịch tại một khách sạn ở quận Tân Bình vào ngày 23 tháng 10 năm 2023 với giá 12 triệu đồng. Duy trước đó cũng là người đã cùng môi giới bán hoa 3 lần. Quá trình tham gia môi giới bán hoa, Thảo đã hưởng lợi 5 triệu đồng, Duy đã hưởng lợi 15 triệu đồng và Thuận đã hưởng lợi 52 triệu đồng. Đối với những người mua sắc đẹp, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với resort ở Hồ Tràm và khách sạn ở quận Tân Bình như trên, quá trình điều tra xác định quản lý của những cơ sở này không biết việc môi giới mại dâm nên không có cơ sở xử lý. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự an toàn công cộng, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Ngày 9 tháng 5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Hoàng Duy Hưng, 34 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang và 14 bị can khác để điều tra về tội môi giới mại dâm online với giá hơn 300 người bán hoa. Theo Công an, tháng 11 năm 2022, Hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài với mục đích để môi giới mại dâm. Hưng sau đó lập trang web gợi cảm và cùng đồng phạm đăng hình ảnh của hơn 300 gái bán hoa kèm số điện thoại chào hàng. Đặc biệt, nhóm bán hoa của Hưng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu ngoại hình cao và có các cấp khác nhau, chủ yếu là các cô gái được lựa chọn từ các quán karaoke. Hưng sử dụng máy chủ thuê ở nước ngoài để tạo ra các diễn đàn trao đổi, nhận xét về gái bán hoa nhằm thu hút và hấp dẫn khách mua sắc đẹp. Hưng còn sử dụng mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo để chiêu mộ những bông hoa. Hưng tổ chức cho chân rết chăn rát gái bán hoa để đăng lên mạng xã hội, mục đích là môi giới trung gian hưởng tiền chênh lệch. Để vận hành các trang môi giới mại dâm, Hưng thuê một căn nhà 5 tầng ở tỉnh Vĩnh Phúc để hoạt động. Khi giao dịch, Hưng chỉ dùng tiền ảo, tài khoản không chính chủ và liên lạc với đồng bọn thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram. Hưng còn cài đặt tin nhắn tự xóa để che đậy dấu vết, tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng. Ngoài ra, đối tượng lập hai nhóm hoạt động độc lập phục vụ cho công việc kinh doanh của mình. Nhóm 1 được vận hành bởi 3 nhân viên IT, chuyên đăng bài trên các website, đồng thời tham gia nhận xét, bình luận về nhóm bán hoa trên các trang mạng này để thu hút khách. Nhóm 2 đều là các đối tượng nữ, giả gái bán hoa chuyên nhận điện thoại của khách thông qua đường dây nóng. Từ tháng 9 năm 2023 đến khi bắt giữ các đối tượng, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với một số đơn vị khác bắt quả tang nhiều vụ mua bán hoa tại các khách sạn ở Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công an xác định đường dây môi giới mại dâm của Hưng đã thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Liên quan đến vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán hoa giá hàng nghìn đô la Mỹ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Trà Vinh về tội môi giới mại dâm. Kết luận điều tra xác định lúc 21 giờ 55 phút ngày 9 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 và Công an phường Bến Thành quận 1 kiểm tra hành chính tại tầng 6 một khách sạn trên địa bàn, phát hiện 4 cặp đôi đang mua bán sắc đẹp. Tại phòng 602, chị NTA sinh năm 1992, tiếp viên hàng không, đang thực hiện hành vi bán hoa. Tại phòng 603, chị HNQT sinh năm 1996, tiếp viên hàng không, đang thực hiện hành vi bán hoa.
Ngoài ra, tại phòng 611, chị NHKV sinh năm 1995, từng được đào tạo tiếp viên hàng không, đang thực hiện hành vi mua bán hoa. Tại phòng 605, chị LTTN sinh năm 1993, hot girl người mẫu ảnh, đang thực hiện hành vi bán hoa. Lời khai của các cô gái và tin nhắn điện thoại thể hiện Võ Thị Mỹ Hạnh là người môi giới cho họ mua bán sắc đẹp. Trong đó, TA bán hoa giá 27 triệu đồng trên một lần, Hạnh hưởng 7 triệu đồng, KV bán hoa giá 15 triệu đồng trên một lần, Hạnh hưởng 5 triệu đồng, QT bán hoa giá 17 triệu đồng trên một lần, Hạnh hưởng 7 triệu đồng, TN bán hoa giá 15 triệu đồng trên một lần, Hạnh hưởng 5 triệu đồng. Trường hợp môi giới thành công, Mỹ Hạnh sẽ hưởng lợi tổng cộng 24 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ này bị cảnh sát phanh phui nên Hạnh chưa kịp nhận được số tiền trên. Cơ quan điều tra kết luận hành vi của bị can Mỹ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng sâu đến trật tự xã hội, vi phạm tại khoản 2, điều 328 Bộ Luật Hình sự, cần phải xử lý để phòng ngừa và giáo dục chung. Đối với những người tham gia mua bán hoa, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính. Thưa quý vị, đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây mại dâm do tú ông Nguyễn Hữu Thái, 26 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM, điều hành. Trong số những người bán dâm có cả ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Theo thông tin ban đầu, bị can Thái có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù hồi tháng 6 năm 2022. Nguyễn Hữu Thái sử dụng các nick ảo, hình đại diện là nữ giới để tham gia vào các hội nhóm kín có liên quan đến hoạt động mại dâm trên mạng xã hội Zalo. Mỗi nhóm có số lượng hàng nghìn thành viên, trong đó có rất nhiều người là gái bán hoa. Mục đích của Thái khi tham gia các nhóm này để tìm những cô gái có nhu cầu bán hoa, tuyển chọn, lôi kéo họ về hoạt động cho đường dây mà Thái dự kiến thiết lập. Bị can còn tạo lập, mua lại các nhóm kín Telegram và giữ quyền quản trị nhằm tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm và mua dâm. Thành viên muốn tham gia sẽ phải trả tiền phí. Trên các nhóm, Thái đăng link bài hình ảnh tên, mã số, năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và giá tiền của người bán hoa. Người có nhu cầu mua hoa xem thông tin người bán hoa trên nhóm và trực tiếp liên hệ với Thái. Sau đó, Thái gửi hình ảnh thông tin cá nhân của người bán dâm cho khách lựa chọn. Trường hợp người mua hoa chọn được đối tượng ưng ý, họ liên hệ với Thái để thỏa thuận số tiền. Tùy thuộc vào nhan sắc và mức độ nổi tiếng của người bán hoa, mức giá dao động từ 5 triệu đồng đến cả 100 triệu đồng. Ngày 17 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn quận 1, TP.HCM. Lực lượng chức năng phát hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán hoa, do Thái là người môi giới. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái, thu giữ nhiều tiền mặt, số tiền tiết kiệm và phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.